Xin chào các bạn, Quỳnh Anh đang có mặt tại giải bóng rổ vô địch Hà Nội, Hà Nội Basketball Championship. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một số các cầu thủ góp mặt tại giải nhé. Chào Quang, chị có thể hỏi em là em thích nhất điểm gì ở HBC năm nay? Em thấy hôm nay năm nay giải rất là chuyên nghiệp. Cũng là các đội có tính cạnh tranh rất là cao và chuyên môn rất là cao nữa. Thấy rất là chuyên nghiệp so với mặt bằng chung những giải chỉ sau, em nghĩ là sau VBA còn lại là rất là chuyên nghiệp. Thì em nghĩ môi trường này rất là tốt cho những bạn phong trào có thể cạnh tranh với những bạn có trình độ cao hơn. Cái em thích nhất ở HBC mùa này đó là chủ đề của năm nay là The Revolution, đó là hướng đến những cái mới tương lai ạ. Em thấy là giải đấu năm nay rất là chuyên nghiệp ạ. Thấy mọi thứ chuẩn bị rất là chu đáo, từ ban tổ chức đến trọng tài cũng rất là chuyên nghiệp. Sân bãi cũng đẹp ạ. Và đặc biệt là tài trợ cả đồng phục đẹp ạ. Mình hỏi bạn vài câu được không? Trước khi đi đấu thì em thường làm gì? Dạ, trước khi đi đấu thì em thường uống cà phê ạ. Dạ. Trước khi đấu thì em thường uống cà phê. Kiểu như là mình thói quen rồi. Em hay ngủ ạ. Đủ là quan trọng đúng không? Trước khi thi đấu thì chắc là em ăn một cái gì đấy xong rồi khởi động, ăn nhẹ nhàng một cái gì đấy xong rồi khởi động và tập trung để chuẩn bị thi đấu đấy ạ. Em có kiêng cái gì như kiểu mà hơi tâm linh một tí, hoặc là như kiểu mà cái gì là mình cảm thấy là nó không may mắn ấy và mình sẽ kiêng, mình không làm trước khi thi đấu ấy? Kiêng cắt ngón tay ạ. Em kiêng ăn đồ nhiều nước. Nghĩ sẽ là hạn chế ăn những cái món mà lạ, tại vì nó không hợp với cho thi đấu vậy. Sau khi thi đấu thì bọn em thường hay kiêng những cái món đồ nước như kiểu là bún, phở ấy ạ. Không có kiêng cái gì nhiều, từ đồ ăn đến hay là những cái gì ấy thì em chắc là nếu mà bụng em ổn thì chắc là đều ok đấy. Dạ, em nghĩ trước khi đấu em thường kiêng ăn trứng ạ. Tại sao lại như thế? Dạ, em thấy nó là tâm linh thôi ạ. Em mỗi lần em ăn trứng, không được hay lắm nên là em sẽ kiêng trứng. Dạ. Vậy nếu như mà mình kiêng rồi mà mình vẫn thua trận ý, thì mình sẽ làm gì sau khi bị thua trận? Em sẽ ăn trứng vịt lộn ạ. Cũng vẫn là trứng à? Đúng rồi. Thì trước đấu mình không nên ăn trứng, nhưng mà nếu mà mình không ăn mà nó vẫn thua thì mình nên ăn trứng vịt lộn để đảo lại. Dạ. Hợp lý. Có khi nào mà mình gặp một cái tình huống trớ trêu lúc mà đang thi đấu mà cũng như là lý do khách quan không? Có chứ. Em nghĩ đó cũng là lần duy nhất luôn, là lần đầu tiên mà thi đấu SEA Games. Thì là hôm đó mình được thi đấu chính nhưng mà lại bị đau bụng nên là không được ra sân. Khi mà em giao hữu thôi thì em trước đấy ăn sát giờ đấu ấy ạ. Nên là người có bị đầy bụng. Và mình vừa ăn xong nên là mình vừa vận động luôn. Thế là lúc đấy bị đầy bụng, nhưng mà trận đấy em lại được MVP. Em cũng không hiểu tại sao nữa. Từ những năm em thi đấu thì gần như là chưa, tại vì em trước khi trận đấu em thường ăn những cái đồ ăn mà mình đã từng ăn an toàn đấy, kiểu là an toàn nên là em không muốn mạo hiểm. Gọi là cuộc đời vận động viên khá là êm đềm đấy đúng không? Cũng nhẹ nhàng. Tình huống trớ trêu, dạ có chứ, giống như gần nhất là tình huống em dẫm giày bạn Linh Trịnh đội em. Dạ. Em xử lý như thế nào? Dạ em bảo bạn nhặt giày lên đi nhé để em chạy về thủ. Công nghĩ là 5 năm nữa thì công sẽ như thế nào? 5 năm nữa chắc là nếu mà em còn chơi được thì em nghĩ em sẽ là một vận động viên, nhưng mà em chơi chậm chạp hơn, chơi ít chạy hơn, tập trung vào những cái kỹ thuật và đấu ít hơn, nói chung là ra sân ít hơn, cổ vũ anh em ngoài đập tay đưa khăn đưa nước là chủ yếu ạ. 5 năm sau thì em chắc là lúc đấy là chắc là cũng có gia đình rồi, thì là khi mà ổn định thì em cũng vẫn sẽ tiếp tục chơi bóng rổ giống như là một chị ở đội em, chị Ngọc Anh ạ, chị cũng Thanh Ngọc Anh ạ, là chị đã có 3 đứa con rồi nhưng mà chị vẫn tiếp tục chơi và chị rất khỏe ạ. Đấy sẽ là hình mẫu của em để em phần đầu đúng không? 5 năm nữa ạ. Nếu mà ước mơ của em 5 năm nữa thì em sẽ được đấu cho tuyển quốc gia. Hiện tại 5 năm nữa thì em vẫn chưa biết, nhưng mà 1-2 năm tới thì chắc vẫn sẽ thi đấu, vẫn sẽ theo bóng rổ. Dạ. 5 năm nữa thì hơi xa quá, chưa tính đến à? Không, chắc chắn. Ok. Em nghĩ 5 năm nữa em vẫn sẽ chơi bóng rổ, vẫn sẽ chơi với các bạn ở đây, không chuyên, rồi tham gia những cái giải đấu hoành tráng như thế này.